Xin chào cả nhà nhé. Để thay cái chậu một cái chậu cây hoa giấy to này thì bắt buộc phải đập bỏ cái chậu này các bạn ạ. Đấy, thay chậu mới. Hai cái chậu mình thay đây. Đấy. Chậu này thì cao có 50 thôi. Những cái đường kính ở trên nó to hơn cái chậu cũ của mình. Hiện tại ở trong mình đã lót đáy, mình đã lót bằng một cái viên than tổ ong rồi các bạn nhé, và rải một lớp đất. Một lớp đất thì cái này cũng thế. Đấy là hai cái chậu mới là mình sẽ thay. Đây các bạn. Đấy, cái chậu cũ này nó bé hơn này. Cái chậu rất là đẹp. Chậu rất là đẹp nhưng vẫn phải tiến hành đập bỏ các bạn ạ. Đấy, thay cái chậu to hơn để nó nhiều đất hơn. Đây. Cái chậu bé này. Cái gốc rất là to. Trong nó ngược sáng nên các bạn thông cảm nhá. Đấy các bạn ạ. Để thay cái chậu cây này bắt buộc phải đập bỏ cái chậu sạch. Ui, mịn đẹp.
đây là cái cây bé hơn nha các bạn nhé. Cây bé hơn thì mình chọc được nó ra. Đấy, chọc được nó ra chứ không phải đập chậu. Đấy, sau khi nó ra, chọc nó ra rồi mình tiến hành cắt hết bỏ những cái rễ cũ các bạn nhé. Cắt. Nè, cắt bỏ hết các cái rễ cũ các bạn nhé. Cắt làm sao cho nó mịn màng vết mặt cái đầu rễ ấy. Vết cắt ấy, nó được mịn màng, sắc bén. Để nó bật cái khi mình trồng vào nó sẽ bật cái rễ. Xong cái cây hoa giấy, thay chậu cho cái cây hoa giấy của mình leo ban công các bạn nhé. Đã vặt sạch lá rồi, cắt sạch hoa cũ và cả vặt sạch lá. Đây cho các bạn xem nhé. Đây. Đây, cho vào chậu và cho đổ đầy đất nhé. Đầy đất kín cái chậu, kín cái mặt màu này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để khô nước trong vòng khoảng 1-2 hôm. Sau 1-2 hôm thì chúng ta bắt đầu tưới lấp nước nhé. Vì sao? Bởi vì hiện tại mình cái rễ của mình mới cắt, cho nên là nó cái vết rễ nó đang bị thương. Cho nên bây giờ mình phải để khô, để cái mặt rễ nó khô đi, không tưới nước bây giờ nó thối rễ. Sau khi nó khô thì mình sẽ tưới. Đấy, các bạn theo dõi xem cái cây hoa giấy này của mình xem Tết nó có hoa không nhá. Cây hoa giấy sắp pháo. Nhà thế là mình đã thay chậu thành công nhá.